Người nha, chào mừng mọi người đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục ra đồng làm clip cho các bạn xem nhé. Các bạn xem clip của mình thấy hay thì nhớ cho mình một nút like, một lượt chia sẻ và nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Ui, đây rồi. Em dô phi các bạn. Ấy, đây rồi. Em tô phi. Bắt được các bạn. Em ta riếc. Không biết bắt con nào. Dọn bé nhau kiếm đây rồi. Mắt của chú kia kìa. Vâng. Em rô phi. Cái này không bắt được. Không biết được. Trá ở nước sạch thì nó màu hồng. Chết đây rồi. Mất rồi.
sộp bé quá nhỉ. Diệc to. Con gì đây to đấy. Chạm cần. Ui ôi. Được em cá chép. Được em cá chép các bạn ạ. Wow. Được em cá chép nha. Ê. Cá đầm mới to lắm. Đây. Mất rồi. Chép. Được em cá chép nha. Em nữa nha. Ê ôi, ui ôi. Con này. Con này mẹ xuống mò thật khéo rồi con. Rút nha. Ừ. Đây rút chỗ này nha. Mò nhẹ nhàng xuống nhẹ nhàng. Nhấc lên. Sâu đấy. Nếu chân khóa được. Cái chân khóa thôi. Khóa nhẹ thôi. Sâu. Chắc không thấy rồi. Thôi lên thôi. Lên. Đây là thành quả ngày hôm nay các bạn nha. Ok, chào mọi người nha.